vui khi gặp lại quý khán giả và các em học sinh đang đến với tiết mục Toàn cảnh tuyển sinh. Thưa quý khán giả, hiện tại thì học sinh khối 12 của 23 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức thi học kỳ 2 và chuẩn bị bước vào ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Theo kế hoạch thì vào giữa tháng 5 tới đây, các trường trung học phổ thông sẽ bắt đầu ôn tập cho học sinh. Hình thức ôn thi để thi theo cụm là băn khoăn của các trường. Chương trình sẽ phản ánh về vấn đề này. Trước khi đến với nội dung này, Ngọc Mai mời quý khán giả và các em học sinh tiếp tục theo dõi những quy định vi phạm về quy chế trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Theo mục 6, thông tư số 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, các hành vi vi phạm sau sẽ bị tước quyền vào học ở trường và bị tước quyền tham dự kỳ thi trong 2 năm tiếp theo. Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích, sử dụng văn bằng chứng chỉ không hợp pháp, để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức, có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác, sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, cuối tháng 5 tới đây sẽ tổ chức thi thử cho các học sinh tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay. Hiện tại thì nhiều học sinh, phụ huynh và thầy cô ở các trường vẫn đang phân vân trong công tác ôn tập kiến thức. Bởi năm nay thí sinh Hậu Giang thi ở hai cụm thi là Hậu Giang và Cần Thơ. Những lo lắng thắc mắc này sẽ được phản ánh ngay sau đây. Đến thời điểm này, 23 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã có kế hoạch ôn tập kiến thức cho học sinh khối 12 để chuẩn bị bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Dự kiến ngày 16 tháng 5 sẽ bắt đầu tổ chức ôn tập. Do năm nay áp dụng quy chế thi mới, thí sinh ở Hậu Giang sẽ tham gia dự thi đến hai cụm. Cụm thi thứ nhất, thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng do trường Đại học Cần Thơ chủ trì. Và cụm thi thứ hai, thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang chủ trì. Đến nay, nhiều học sinh đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia tại cụm thi Cần Thơ lo lắng về công tác ôn tập kiến thức. Sau cái ngày 16 tháng 5 là cái ngày mà chúng ta hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Và coi như là chúng ta đã hoàn tất cái việc mà đánh giá xếp loại của các em học sinh phổ thông. Thì như vậy đó thì các em học sinh của một số em là thường là có học lực khá, học lực giỏi trở lên. Và phụ huynh người ta cũng có cái nguyện vọng là đến những cái nơi mà có cái điều kiện ôn tập luyện thi đại học nó tốt hơn, ví dụ như thành phố Cần Thơ để ôn thi. Như vậy thì ở đây nhà trường cùng với xin ý kiến của sở còn có cái cách nào đó để chúng ta trao đổi với phụ huynh để các em có thời gian tập trung ôn lại tại trường. Tại vì ở trường thì thầy cô và học sinh thì nói chung mình hiểu nhau rõ hơn, thì tôi nghĩ là cái vấn đề ôn tập nó sẽ sát phù hợp với khả năng của các em hơn. Bây giờ sau cái ngày mà tổng kết năm học thì phụ huynh muốn cho con em mình đi ôn tập để thi đại học tại Cần Thơ. Như vậy mà không cần ôn tập tại trường, vậy có được hay không? Mắt là chúng ta phải làm sao để học sinh nó ôn luyện, nó thi, nó xét tốt nghiệp tốt cái đã. Các em phải ôn luyện. Còn cái chuyện mà các em có ra Cần Thơ thi, có đăng ký học thêm hay là có luyện ở cái lò luyện nào đi nữa thì là do là cái nguyện vọng của các em. Mà trước mắt thì ta vận động các em để ôn luyện ngay cái trường mình. Cái ghế mình đã ngồi ở nhà trường 12 năm này nè, mình sẽ ngồi ở đây nè, mình luyện ở đây nè để mình xét tốt nghiệp là cái cơ bản nhất. Đấy, còn cái luyện thi là cái chuyện học thêm của các em là chúng ta không có cấm cản. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung thi Trung học Phổ thông Quốc gia nằm trong chương trình Trung học Phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12. Việc tổ chức học thêm để phục vụ ôn thi phải thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học. Không được tổ chức phát hành ép buộc học sinh mua các tài liệu tham khảo nói chung, các bộ sách ôn tập kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nói riêng.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc tiết mục toàn cảnh tuyển sinh kỳ này. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau lúc 20:10 thứ năm ngày 30 tháng 4.